Ok, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ trực tiếp unbox chiếc Boxing Music của hãng Hoàn Toàn nha mọi người nhé. Ở bên mình thì về lần này về rất nhiều hàng nha anh em. Nếu như anh em nào có nhu cầu mua máy Boxing Music thì cứ liên hệ với mình nhá. Và đây xin mời mọi người. Trên trước mặt thì nó có phụ kiện này. Hãng họ tặng kèm một cái sạc 5V 2A, một dây USB nối dài. Đây là một bộ để dán vào tường nha mọi người nhé, bộ phụ kiện dán vào tường, một cái kẹp điện thoại để treo điện thoại và một đôi găng chính hãng Hoàn Toàn. Tất cả vẫn còn đang ở nguyên trong túi nha mọi người. Ok. Đây là máy nha mọi người nhé, rất là to mọi người nhé. Đây, xin mời. Đấy, chiếc máy rất là to nhé, đây anh em có thể nhìn này. To, được. Nặng nữa. Thân máy nặng 4 cân nha mọi người. Với 2, 4, 6, 6 cái nút đấm. Thì khi mọi người cắm điện vào ấy, thì những cái đèn nó sẽ chạy. Và sau đây thì mình sẽ cắm thử cho mọi người xem là cái đèn nó chạy như thế nào nhá. Đấy. Khi cắm điện vào ấy, thì mọi người có thể thấy là đèn nó sẽ khởi động này, sáng từng ô này. Đấy, khi sáng đủ thì bắt đầu là vào chế độ hoạt động. Thì bây giờ trong chế độ này ấy, nó sẽ có một cái app mọi người sẽ tải về điện thoại, sau đó là kết nối với cái máy. Và trong app thì nó sẽ có một cái thư viện nhạc, để khi mà mọi người tập thì bật cái nhạc trong thư viện đó thì các cái đèn này nó sẽ chạy theo nhạc, thì là mọi người sẽ tập luyện. Nó có sẽ có những cái bản nhạc đánh nhanh đánh chậm tùy vào cái khả năng của mọi người, nói chung là theo sở thích. Về nhận xét của mình có thể thấy cái máy này có độ hoàn thiện rất là tốt này mọi người, da rất là xịn sò này, máy dày đấy, lực đấm có thể lên đến 400 pound mọi người nhé, nên là anh em tập thoải mái. Cái mặt này thì rất là cứng, vì thế là khi tập mọi người phải đeo cái đôi găng, phải đeo găng để đấm nhá, chứ không đấm bằng tay trực tiếp được đấy. Ok mọi người, xin cảm ơn nhá. Nếu như anh em có nhu cầu thì hãy để lại bình luận hoặc để lại số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp với mình sẽ tư vấn và cho anh em có thể chọn được những cái máy phù hợp nhất. Thì cảm ơn.